xin chào các bác và các bạn quay trở lại đến với kênh BB Nướng nhé. Hôm nay mình lại giới thiệu cho các bạn một em nhưng mà đã có chủ rồi, mà cho các bạn ngắm em nó khi mà về nhà nhé. Bác và các bạn xem video thấy hay thì nhớ like và share, chia sẻ video này cho mọi người xem nhé. Và các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh, bật chuông để theo dõi video mới nhất nhé. Ok, bây giờ mình sẽ quay ngược lại màn hình quay cho các bạn và các bác xem. Trước mặt màn hình đây là em sồm cái các bạn ạ. Sồm cái mũi hồng. Lông lá rất là chất luôn các bạn. Đấy, nguyên bản hoang sơ. Đấy, sồm từ đầu mồm xuống đến tận chân các bạn ạ. Em này chạm cũng tầm khoảng 20 cân rồi nhé. Đấy, khả năng vẫn chưa lớn hết được. Đấy. Sồm cái mang vẻ đẹp quá là hoang dã luôn các bạn ạ. Lông thì chất không phải nghĩ. Em này đi spa một hai lần thì là ok này. Đấy, trên người vẫn còn dính ké. Em này khá là ngoan các bạn, sờ được này. Vì chất lông nó còn dày nên là em này cần phải tắm rửa, về chủ mới phải tắm rửa các bạn. Đấy. Tắm rửa xong lông trải chuốt thì nhìn nó mới đẹp được. Giờ vẫn còn hoang sơ sơ xác lắm vì em ấy mới từ trên bản về, với lại sáng nay thì trời mưa nữa nên lông các em nó hơi ướt. Chân rất to luôn các bạn, chân to này còn xù lông ra nên là nhìn nó rất là hầm hố. Em này nếu mà tắm rửa sạch sẽ là trắng tinh luôn các bạn, phải nói là trắng tinh. Từ chân này lên trên mặt này. Đấy. Nhìn không thấy mắt luôn các bạn ạ. Xùi nỗi nhìn không thấy mắt. Đấy. Nhìn trên mặt này. Đấy. Răng trắng này. Mắt nâu các bạn nhá. Đây vài con mắt ra thì. Đấy. Mắt cũng đẹp luôn. Đây phải gọi là tiệm hớt tóc các bạn ạ. Vẻ như em này đang khát nước, tí nữa cho thêm uống tí nước các bạn. Kia em vừa cho bỏ cho từ trong lồng ra để đem về. Đấy. Giờ tối gửi cho các bác ấy. Đấy. Bây giờ em dắt em ấy đi chơi tí này. Đấy. Dắt đi chơi rồi kiếm chỗ vệ sinh thế nào, như thế nào. Đấy, dáng đi rất là ổn luôn các bạn. Đấy, không tật lỗi tí nào luôn. Đấy, rất là bình thản khoan thai nha. Đấy, được cái đuôi thích chưa. Đấy. Nằm đây luôn này. Bây giờ là quen rồi đấy các bạn, đuôi nó không cụp xuống nữa mà đuôi chỏng lên này, đuôi vút cần câu luôn. Đấy, rất là đẹp. Người em này rất là mập nha các bác nhé. Em này gọi là xù dòng xồm các bạn ạ. Xù xồm tức là xù tít từ đầu đến chân. Đấy, gốc nguyên bản luôn. Vì mới bắt nên là mình phải cầm xích, xong rồi em chạy mất các bạn ạ. Đấy. Người rất là mập. Đi vệ sinh luôn ở đây. Và mình sẽ nhắc lại bạn này là giới tính cái các bác nhé.
dưới đinh cái. Đấy, lồng nhìn rất là thích, cái trắng tinh. Thì phải nói là phải tắm rửa sạch sẽ thì trắng tinh thật. Đây, sáng nay trời mưa nên chân em vẫn dính đất một tí, lồng hơi ướt, hơi xoăn. Đang vệ sinh khu vui chơi giải trí của em rồi. Nhìn rất là kết luôn các bác nhé. Bác mà thấy em nó đẹp thì đừng tiếc một nút like, và bác nào mới xem nhớ ấn nút đăng ký kênh, bật chuông nhé, theo dõi video mới nhất. Rồi, video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các bác trong những video tiếp theo nhé. Bye bye các bác nhé.